Radiant Team Pick. Dark Seer. Radiant Team Ban. Seconds remaining. Dire Team Ban. Ten seconds remaining. Dire Team Pick. Radiant Team Pick. Remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Team Pick. Disruptor. Radiant Team Pick. Setter. Dire Team Ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire Team Pick. Invoker. Radiant Team Pick. Remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. What the hell? Nãy giờ tôi không bật mic và tôi nói một mình. Sorry anh em. Nãy giờ tôi không bật mic và tôi nói một mình. Ôi ôi. Sorry anh em rất nhiều về cái sự bất tiện này. Nãy giờ mình không bật mic. Sorry guys, I forgot to turn on the microphone. So I have to speak it all again. Bên phía Team Brave thì Ben ra Alchemist, Beastmaster, Bounty Hunter, Ember Spirit cũng như là Winter Wyvern. Họ lựa chọn cho mình Bad Rider, Vengeful Spirit một cặp đôi. Và bên phía Mineski lấy cho mình Oracle để phá được Bad Rider. Và lượt last pick cuối cùng họ là Doom. Sorry anh em.
I forgot to turn on the microphone. I talked to myself I talked to myself during the band pick, the draft phase. Ờ, mình nói chuyện một mình luôn. Nói chuyện không có ai nghe cũng được. Rất là buồn cười. Xin lỗi anh em rất là nhiều. Racing Burrito lựa chọn cho mình Spectre. Bên phía team Mineski thì Jesse Vaz là người chơi Oracle. TP ra cắm loạt luôn, mua gà. Và cái Sunshine này đến hơi muộn nếu có thể kiểm soát được. Nhưng mà bây giờ hai spot sẽ nhìn thấy nhau ở vị trí này. Ninja Boogie đã ping được vị trí của Oracle, Jesse Vaz rồi. Jesse Vaz cũng đã ping được vị trí của Ninja Boogie. Bây giờ hai bên sẽ có một tình huống đấu quát cân não ở đây. Ai cắm ở đâu và ai cắm ở đâu. Sorry anh em. Đúng rồi, mình sẽ có một cái biệt hiệu mới là caster tự kỷ của năm rồi. Nói chuyện một mình cũng rất hăng đúng không? Phân tích ban pick và quả này mấy ông viewer chắc phải khen mình bẹt kiểu phân tích hay quá. Cảm thấy rất tự tin. Sau lúc quay kênh chat có ông hỏi là where is the sound? Âm thanh đâu rồi? Mình mới chợt nhớ ra là mình chưa bật mic lên. Nice. 30 seconds to battle. À, bây giờ thì bên phía team Brave nhận thấy được là Mineski vâng họ tổ chức gọi là vui chơi liên hoan ở trên top rồi. Mình sẽ di chuyển xuống bot để ăn rune thôi, nhưng mà ở dưới bot thì sao? Sẽ là một tình huống rình mò Raging Potato ở đây đến từ Raypi anh ta có cho mình đó một cái giày nên cẩn thận. Potato, củ khoai tây này nếu bị chấm quá nhiều dầu vào thì có thể biến thành khoai tây luộc hoặc khoai tây nướng hoặc khoai tây hấp luôn. Nào, khoai tây. Vâng, sẽ không di chuyển vào rồi. Rune được ăn dành cho Ryo. Và rune ở trên top thì Ben Hill cũng sẽ giành được trên người con Aoi Devourer. Bật qua Last Hit Deny, chúng ta thấy được một cái kèo đấu giữa con Invoker cũng như là Aoi Devourer. Mid vẫn deny, Last Hit vẫn đang là trượt. Vâng, Aoi Devourer deny một con rồi, thôi mặc kệ đi. Ở dưới này sao vẫn kéo creep rất là hay đến từ Raypi. Và có một cái tình huống bắn Kamezoko đến từ Jesse Vaz và đấm được khá đau vào đầu Raypi. Raypi vẫn đang cố gắng. Anh ta vẫn đang cố gắng để có thể. Này, nên cẩn thận đấy. Vâng, tốn rất nhiều máu chỉ để hy sinh lấy được một turn creep. Nhưng mà thế này là lời dành cho Raypi khi mà anh ta sẽ có được level 2 sau cái đợt creep này. Hoàn toàn có thể di chuyển vào rừng pha, đúng rồi, di chuyển vào rừng pha với những cái chấm dầu của mình. Trên này thì Bocorino di chuyển rất là bổ báo lên tận trên này để có thể kiểm soát được tình hình pool cũng như là stack của các support bên phía team Brave. Vâng, di chuyển ra đến từ Jun, đánh theo kiểu puppy rồi. Mang luôn cả một con Wild Wing ra đây, nhưng mà không có mana để sử dụng lock, mà anh ta sẽ di chuyển về. Chưa thể làm gì được cả, đụp đi rừng. Ở đây thì tiếp tục bắn vào đầu của Ryo đến từ Ben Hill rồi. Và anh ta cũng cướp được khá nhiều intel, và cướp được 4 intel. Và cái khả năng last hit deny của Ben Hill sẽ được cải thiện khá là nhiều. Jun tiếp tục di chuyển ra và Jesse Vaz cũng đã có mặt đây rồi. Có một tình huống chói vào và Ryo đang bị bắn vào. Sunshine đáp trả lại Ben Hill, nhưng mà Ben Hill vẫn chưa chết. Ben Hill bây giờ mới nằm xuống. First blood dành cho Jun và Mineski, họ có lợi thế hơn một chút ít. Vâng, Jun cũng rất là hên, anh ta đập luôn được cả một cái rune bounty ở trên này. Có ping nhưng mà tôi vẫn chưa thấy gì cả, khi mà các support của bên phía team Ray vẫn đang làm rất tốt công việc deny được lượng XP cũng như là tiền của Daxia. Daxia nên vào rừng farm thì hợp lý hơn. Dưới này chắc chắn là sẽ không có một chút kinh nghiệm nào đâu. Di chuyển rất khó chịu đến từ các support của bên phía team Mineski. Bây giờ thì Ben Hill bị câu snap vào, đệ bắn rất đau. Sẽ là liên tục bắn vào. Ô mày lên một cái ref bên, định lên Ring Aquila cho một con Invoker à. Miracle Style is real. Tiếp tục chói được vào đầu Raypi, nhưng mà Raypi anh ta chờ tẩm quá nhiều dầu vào creep rồi và sẽ ăn được 1 hay 2 con creep gì đó. Cũng khá là lời. Đổi skill cho nhau thôi. Và con Offlane Blader này vẫn chưa thọt chút nào cả, chưa chết mạng nào.
và đang gần có được level 4 rồi. Ở trên này di chuyển vào, nhìn thấy Pokédeno Sunshine, và liệu có đủ đam không đây Pokédeno? Anh ta bật cho mình một cái search, chạy được, vẫn là chạy được. Ở đây thì Ryo position rồi, nhưng mà lượng mana đến từ Ben Hill cũng không là đủ để có thể giết được Invoker trong tình huống này. Invoker bật 3 điểm Q lên, 3 điểm Quas lên, và khả năng regen của anh ta cũng là rất nhiều. Lại di chuyển ra đến từ Jun, nhưng mà Ninja Buggy cũng đã đứng ở đây rồi. Hello boy, làm gì nhau nào? Vâng, chào hỏi, nhưng mà Ninja Buggy anh ta phải chạy ngay. Con Doom ở trông nó kinh khủng hơn rất là nhiều so với một cô gái mỏng manh như kiểu Vengeful Spirit. Ở đây thì Jesse Vard cũng đang rình mò và anh ta không biết đang định làm gì đây. Một TB lên để tiếp tục farm với Bocarino. Vâng, cái giai đoạn tiếp theo trận đấu chắc là sẽ chậm hơn một chút ít khi mà các thành viên bên phía team Minaski di chuyển rất nhiều ra mid để hỗ trợ cho Woody Bauer Ben Hill rồi. Cảm thấy là con Invoker này đi rất là khó chịu với cả Woody Bauer. Họ huy động, ui, trông con Doom mày phút thứ tư đi lung tam tung mà cũng có dây mana rồi, sợ thật. Để rune cho Ben Hill, bật dây mana lên và ăn được một cái rune bounty. Sẽ là mang bottle ra thì phải bơm một bottle dành cho Woody Bauer. Vâng, tôi vẫn đang cay cái vụ mình nói một mình cả cái bad pick vừa rồi. Vâng, một tình huống shockwave vào đầu của Ninja Buggy luôn. What? What do you want from me? What do you want from me? Whoa, một tình huống mà ở dưới bot thì Banner cũng đã chết dưới tay của Racing Potato rồi. Tôi vừa mới chuyển cam ra mid sound, sorry anh em, mid skill không sao. Chúng ta sẽ được chứng kiến những tình huống đánh nhau di chuyển nhiều hơn khi mà ở đây Ryo bị chém vào rồi. Shockwave được bung ra, bật chạy lửa lên Ryo. Còn một chút nữa thôi và một chém cuối cùng đến từ Jun. Bây giờ thì Ben Hill nên cẩn thận, bị trừ ra và đấm quá đau. Jun cũng sẽ nằm xuống và anh ta kịp đớp con đệ của Invoker và mồm. Không sao, chết nhưng vẫn đem được một thứ gì đó. Chết không thể biến mình thành ma đói được mà phải ăn no. Ăn no trước cái chết, ok. Vậy là con Doom này sẽ không đói ở dưới địa ngục đâu. Tỷ số là 3 đều, đánh nhau cực kỳ gay cấn. Bocarino ở trên này vẫn tiếp tục spam cái Anshell vào để làm khó cho Zezo. Nhưng mà Zezo anh ta có cho mình nó một cái mob smart rồi. Ben Hill, cái chiến sự ở mid cực kỳ hỗn loạn và anh ta rất không thích điều này. Mặc dù giết được đối phương nhưng mà đồng đội của mình cũng như mình đã phải nằm xuống khá là nhiều lần. 0-2 rồi. Tiếp tục là nhìn thấy Jesse Va nên cẩn thận khi mà RIP. Anh ta có cho mình những cái tình huống tẩm dầu và giày máu cũng đã được lên. Và không, quay đầu lại. Người ta nói khi yêu thì đừng quay đầu lại, nhưng mà đây là khi đánh nhau thì cũng là nên xem xét. Đánh nhau chứ không phải là yêu. Tính chất tàn khốc nó hơn rất là nhiều. Ở đây có một tình huống mà Ninja Buggy anh ta có cho mình, đó là một cái rune in V. Ben Hill nên cẩn thận khi mà cả các thành viên bên team bay xuất hiện ở đây. Vâng, stun vào Ben Hill, trừ ra là Ben Hill. Ben Hill liệu có úp lại không? Không có úp rồi, khi người ta vừa úp được Ryo xuống sau, Ben Hill nằm xuống. Out đi vào đã chết. Rút mật cho mình chạy lửa lên, nhưng mà để làm gì khi mà có set back vào ulti ra đến được Racing Potato chém vào người của Ryo. Ryo sử dụng cho mình đó là một cái Sunstrike chung vào người Potato, nhưng mà Potato vẫn có thể mà không bằng vẫn có thể giết được Ninja Buggy. Jesse Bass thì sao? Jesse Bass đang bị nướng lên rồi và biến thành BBQ triple kill dành cho RIP. Và bên phía team RIP họ chỉ phải bỏ lại 2 mạng thôi, 4 mạng được ăn, 2 mạng nằm xuống. Final cap đó là 1700 tiền dành cho RIP, 1695 XP, cứ cho là 1700 XP đi. Vâng, quá nhiều lượng tiền cũng như là XP dành cho RIP. À, dành cho Min. Ờ đúng, dành cho RIP. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Zeo đang farm khá
là vất vả khi mà anh ta chưa có power cheat. Chúng ta điểm con Lenwood. Wow, trông này Spectre của Bolero anh ta có được xuống 3k700 tiền rồi. Dire's top tower is under attack. Bây giờ ông Ben Hill này trông Our Devourer 03 cần phải làm một điều gì đó để có thể giải tỏa áp lực cho con AOD này. Mấy ông support càng ra thì con AOD càng chết thì phải. Tốt nhất là bây giờ cứ thấy thằng nào ra vía nặng quá là đuổi đi suy. Ở đấy không cần chúng mày nữa, chúng mày đi ra chỗ khác để cho ta farm yên ổn. Vâng, Radio bây giờ anh ta đang chuẩn bị có được level 7 rồi. Lên một cái ring Aquila để cho Invoker, mình thấy cũng khá là lạ. Star này là star mà bắp những cái armor này cho creep như là đệ của Invoker. Mình ta tạo Sunstrike vào đây. Nhìn thấy Jun rồi, nhưng mà Jun này ta sẽ di chuyển về với cái giáp lửa của mình. Nhưng mà đàn bếp bấy, đây là một cái bấy. It's a trap boys. Zero di chuyển lên nhưng bị đấm hết mana rồi và Sunstrike chưa. Miss Sunstrike rồi. Zero di chuyển đang đấm Mabelator nhưng không thể được. Khi mà Mineski hiệu quá thành viên ở đây, một tình huống combo không thực sự chuẩn xác đến từ Team Brave và họ lại trả lại hai mạng dành cho Mineski. Linh lên và kéo được Benu về. Rayti khai trương cái BW mình một cách cực kỳ khó chịu, đặt một cái đường băng ra. Ice Wall được dựng và bây giờ bước đi một cách cực kỳ chậm rãi. Nào, còn cả setback nữa cơ. Thôi xong, mạng tiếp theo nằm xuống. Our Devourer 1-4. Cực kỳ khó chịu đội hình của bên phía Team Brave đang làm khó được con OD này rất nhiều. Oracle, vâng, di chuyển ra đây để có được level 6, anh ta cũng đạt được mục đích của mình rồi. Khi mà có level 6 thì Oracle hoàn toàn có thể có những tình huống cứu. Nhưng mà Bredo bị sandbag về và Stage Storm được dựng ra. Thôi bye bye củ khoai tây. Đáng lẽ là bye bye củ khoai nghe nó vần hơn. Jun chưa có level 6, đang đứng đây để cố gắng kiếm tìm được một chút gì đó, hoàn thành cho mình level 6 và có được Doom. Ninja Boogie cũng đang được thả farm. Anh ta cũng sẽ lấy cho mình level 6 nhanh thôi. Nếu mà có level 6 thì khả năng cứu người của bên phía Team Red được cải thiện hơn một chút. Ở đây thì sao? Vâng, thôi xong rồi. Ông Jun này chắc chắn là lại nghịch dại. Flaming Lasso lại được bật lên. Và con Doom mặc dù có được level 6 nhưng mà không Doom được ai và còn phải nằm xuống cơ. Rất khó chịu. Bad Rider kết hợp cùng với cả Invoker. Bảo sao thế, ông này đổi tay. Và ulti ra, nhắm vào ai đây? Potato nhắm vào người của Rayti. Nào, đuổi theo, chém và chém. Thôi xong rồi, Potato tiếp tục chém luôn cả con Disruptor này. Láo này, double kill dành cho củ khoai. Nhưng mà Jessica sẽ phải bỏ người đồng đội của mình lại. Và Potato liệu có chạy được hay không? Khi mà cắt cây ra rồi, tiếp tục ném ông Ninja Boogie. Ninja Boogie có một tình huống mà hơi một chút. Khi anh ta swap Jezo lại, nhưng thực ra quả đó swap vào để có thể stun được Spectre cũng là một ý tưởng hay. Nhưng không thể với đến được khi mà Spectre luồn qua được bụi cây rồi. Vâng, anh em chờ tí mình sẽ đổi sang cam nước ngoài để trả lời một viewer trên kênh chat bảo tiếng Việt của mình là Alien Language. A gift from the goddess. Dire's bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Vâng, sandbag được OD về rồi, nhưng mà Ben Hill đã được ulti đến từ Oracle. Nhưng mà liệu lượng hồi heal máu có là đủ hay không? Úi dồi, bốc hơi luôn.
bốc hơi luôn, bốc hơi một cách nghĩa đen luôn, biến mất khỏi bản đồ, không còn một dấu tích nào trên quãng đời này nữa. Bây giờ thì sao? Phòng Blink mà cực kỳ hồ báo đến Ray P và anh ta đang muốn làm gì đây? Desi bắt vâng chói được Nizabugi, Nizabugi stun được Bacon bắt được hai người, đó là tiếp tục đuổi theo đến từ Spectre, đun vào người Evoker, đuổi theo được cả Disruptor. Virgo chưa muốn tha cho ai cả, mặc dù anh ta là một củ khoai tây nhưng đây là một củ khoai tây giận dữ này thì chết đi. Vâng, ba mạng dành cho Raging Boreto Killing Spree. Một cái chuỗi ba mạng rồi, anh ta đang kéo ra được chuỗi của mình từ 43 lên 73, à từ 42 lên 72. Ở đây thì sao, tiếp tục là Jun đi thế này là hơi bị xa rồi. Về thôi anh ơi, hát bài về thôi đã lát, nhưng mà thế này là thôi. Thế này là thôi. Ơ kìa. What? Có cam điều ấy. Vâng, chấm 2 giờ là quá đủ để chiên con Doom này thành Doom chiên giòn. Radiant's bottom tower is under attack. Ok, mình vừa chat xong một đoạn dành cho bạn viewer nước ngoài rồi. Cảm thấy rất nhẹ nhõm. Mình đang bảo vệ tiếng Việt của chúng ta. Bạn ấy bảo là alien language không được. Tiếng Việt phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, anh em nói thế không được. Cả này tôi đã sổ một chàng tiếng Philippines đây. Thì là tôi biết mỗi một câu thôi. Câu mà anh em Chelota chắc ai cũng biết. Ở đây thì Bokerino lại là Urinpi. Cái ông Ninja Bugi này hack gun à. Tôi xong rồi, Bokerino chạy đâu đây không? Chạy một vòng quanh cái kinetic field. Chạy đúng một vòng quanh kinetic field để xem là có đường nào để đi ra không. Nhưng mà thôi xin lỗi nhé, tường này là tường không phải là do Trung Quốc xây đâu. Tường này là tường cực kỳ vững chắc, do tích thân bằng chủ thầu Disruptor xây dựng. Không thể đi qua được, mà không thể đi vào được. Không đi ra, không đi vào. Lượng quá sông quá bây giờ, Ulti ra đến từ củ khoai tây rồi. Đuổi theo ai đây? Mad Rider bị bắn vào, nhưng mà lại trói với người Sven. 3 đánh 1 thì không chột cũng què. Zero sắp què rồi, Zero què luôn. Sandbach được Ben Hill vào và Nizabugi TP về thành công. Đuổi theo được Dub, nhưng mà Dub cũng đang chạy rất nhanh. Anh ta cưỡi một con gọi là quái thú khác. Ở trên này thì chả ai quan tâm Ryo cả, Ryo vẫn tiếp tục farm. What? Bị lag rồi. Ok, bình thường rồi. Dire's middle tower is under attack. TP xuống đến từ Bedrider và có vẻ như họ lại muốn có một tình huống ganh vào vị trí của Mineski thì phải, đang ping vào vị trí của khoai tây. Khoai tây ơi, khoai tây ơi, bật lửa lên và đốt nào, nướng của khoai tây đi. Nhưng mà có một tình huống ngay lập tức đó là giải bắp đến từ Jesse Bass và bây giờ khoai tây sẽ chạy được. Còn Jesse Bass hy sinh hay không? Jesse Bass vẫn chưa chết, thật và chết rồi. Nhưng mà Potato vẫn bị cancel một cái TP. Potato vẫn đang trở nên cực kỳ cứng với hai điểm mà dispersion. Một cái video đó là Ben Hill. Ben Hill đang chém, vẫn ulti trên cái con Ben Hill này rồi. Ben Hill vẫn đang còn ở đây, vâng ulti ra đến từ Daxia và Bacon. Nhưng mà đu vào người Zero rồi và Zero nằm xuống. Bacon xuất hiện kịp thời. Ninja Mugi cũng chết. Double kill dành cho Raging Blade và Unstoppable. 1-4 dành cho Mineski. Họ đang trở lại cực kỳ mạnh mẽ trong trận đấu này với việc con Spectre trở nên quá khỏe rồi. Radiant structures are fortified. Dire's bottom tower is under attack. Cực kỳ xanh trí đến từ củ khoai. Củ khoai mặc dù nó màu nâu nhưng mà trong trận đấu này thì Boito đang thể hiện mình không phải là một củ khoai bình thường. Dire's bottom tower is under attack. anh em chuyên chắc cũng rất là bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta. Thực ra thì không phải là ban đi 1-2 viewer có ảnh hưởng gì, mà kênh ESP hướng đến cái mục tiêu xa hơn là về sau anh em có thể cast vừa có giờ cast tiếng Anh vừa cast tiếng Việt cho anh em theo dõi. Một kênh cast tiếng Việt, kênh cast tiếng Anh chẳng hạn như thế. Nên là vẫn phải giữ những cái viewer này lại, mặc dù họ không hiểu mình nói gì, nhưng mà họ vẫn đang tìm kiếm được cái niềm vui
khi mà họ xem kênh của chúng ta là rất là vui rồi, xem kênh của bọn mình là rất là vui rồi. Hòa mình và các anh em ở trong kênh chat, mặc dù toàn là người Việt Nam, họ chả hiểu các anh em đang nói gì, nhưng mà họ vẫn ở lại họ xem, rất là vui. Thank you all viewers who cannot understand what I'm saying, but thank you very much for staying here and watching the games. Thank you for supporting ESP TV. Ok, quay trở lại. Vâng, bên phía team Minesky, trận đấu này họ đang comeback cực kỳ mạnh mẽ với việc là con Spectre đang rất xanh và 4k network được lật về bên phía Minesky. Spectre 3k tư tiền chống Faye, Earn và một cái Yasa. Sẽ lên tiếp gì đây? Ninja Buggy hơi thọt với 1995, vâng, vừa qua 1995. Network đó là năm sinh của tôi, rất là đẹp, chưa kịp chụp lại rồi. Smoke 4 người đến từ Minesky và họ sẽ để cho khoai tây farm anh ta có thể biến ra combat lúc nào anh ta muốn được. Họ nghĩ rằng team Rave đang ăn Roshan nhưng mà thực ra không phải như vậy, mà team Rave họ đang chờ đợi một tình huống lao lên của Minesky thì đúng hơn. Minesky muốn vào ăn Roshan nhưng liệu có phải là một quyết định đúng đắn hay không? Di chuyển lên đến từ Jun, đâm vào người Jayo luôn. Ulti ra bên chân từ 3 người, Snake Storm được mở ra quá đẹp rồi. Nhưng mà đập và di chuyển về, Jayo đã chạy được rồi. Rape chưa kéo được ai cả và Rape sẽ không kéo được ai đâu. Khi mà ở đây, đối xin tôi kết thúc được. Đó là hai mạng của đối phương, tôi chẳng hiểu tại sao con Spec này nó đánh một người nhưng mà hai người nằm xuống. Tiếp tục đó là mạng của Barrier, Rape không kịp lasso ai cả. Và bốn mạng nằm xuống đến từ team Rave. Tiếp tục người duy nhất chạy được là Ryo khi mà anh ta tẩu thoát cực kỳ nhanh trong combat. Corrosan này sẽ thuộc về Minesky nếu họ muốn. Họ rất muốn Corrosan này, họ rất muốn. Sorry bạn Chishikami, Chishikami Taku. Đúng không? Mình nói tiếng Anh thì công nhận là cũng phát âm cũng tạm được, nhưng mà mình không biết lên giọng nhau là kim ở đây. Ninja Buggy cũng chói rồi, swap ai vào, swap cả Desi Vap vào để làm cái gì? Ryo di chuyển ra đặt meteor, ông Ryo này muốn chết. Ok, sẽ đáp ứng nhiều nhu cầu của ông muốn chết chúng tôi cho ông chết, lên bảng đếm số vui vẻ nhé. Vâng, Raging Potato không chết rồi, Lasso ai đó là Lasso con Doom, nhưng mà ngay lập tức có một tình huống stun đè đến từ Zeo và Jun sẽ nằm xuống. Nằm xuống hay không? Một hit cuối cùng, một giờ set cuối cùng. Raging Potato lại di chuyển ra và anh ta có cho mình một cái Radiance rồi. Sẽ rất nguy hiểm nếu bên phía team Rave muốn ở lại. Ok, vậy là lùi về rồi, lùi về ngay. Rất là sợ, trông con Spec này tôi thề là tôi đánh cái trận nào 20 phút con Spec nó giết 12-2 trong network nó khoảng tầm 12k này là tôi rất muốn quit rồi, không muốn chơi nữa. Nhưng mà thôi, bên phía team Rave chắc là họ có được một cái đấu sách nào đó để chống lại con Spectre ở những cái thời điểm sắp tới. Chúng ta thử chờ xem là Zeo có kinh nghiệm gì khi mà counter lại Spec. Dire's middle tower is under attack. Ok anh em, sorry. Có vẻ như là hơi to quá, mình sẽ giảm cái volume của mic xuống. Nói hơi to. Dire's middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. Okay, okay. Sorry guys. Dire's middle tower has fallen. I turned down the volume a little bit, so chắc là không có vấn đề gì. Thầy thấy mình hét to quá, sorry anh em. Dire's middle tower is under attack. Và put trụ đến từ phía team Minesky và chẳng ai ra đép cả. Không, cũng có người di chuyển ra đép rồi. Và Minesky họ cũng biết điều này. Nhìn thấy được
Zeyo rồi, Zeyo bị úp vào. Sẽ có một tiếng ulti ra đến từ củ khoai. Và bây giờ thì Zeyo, anh ta hết mana rồi, nhưng mà sẽ là một tiếng man mode. Ở đằng sau thì khoai giết được mạng của Badrider rồi, và khoai vẫn đang tiếp tục di chuyển vào. Úi dồi, trong hai con support này, hai con support kìa, không sao, vẫn là giết được mạng của Spectre. Nhưng mà Spectre làm được quá nhiều điều cho combat. Đó là lẩu chết ở Badrider. Hai con support đứng ở bên cạnh Spectre và trụ bắn Spectre, hai support tự chết. Dire's middle tower is under attack. Bây giờ thì bên phía team Mineski sẽ rất dễ dàng để có thể push được vào trụ này rồi. Trông phải chả có vấn đề khó khăn cả, nhưng mà bao kia vẫn đang ở trên bảng. Sorry anh em, mình hét hơi to. Kiểu cứ game nào có tình huống combat rất là đẹp nên mình rất là nhiệt. Hét hơi bị to thì anh em nghe có đau đầu quá không? Để mình giảm volume. Tại vì thói quen là lúc đầu nói thì có kiểu bình thường thôi, nhưng mà mỗi lần có cái gì đó hay hay hứng hứng bắt đầu nói to. Vâng, Fox Star cũng được lên trên người của Rapi rồi, và một tình huống săn ra. Pam 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 pam. Không được rồi. Mission impossible. Vâng, Predator vẫn đang đi dò ward. Anh ta đi scout map xem có ward của bên phía Minsky không. Nhưng mà cần có một cái gem, chứ không phải là những cái Sentry đơn thuần đâu. Sentry đơn thuần thì nó khó để có thể đi ward cũng như là kiểm soát bản đồ lắm. Cần có một cái gem. Ôi giời, ông này phút thứ 24 vẫn giữ cho mình một cái Star Seal. Vâng, gọi là rất là nghèo. Những cái đồ gì mà cũ rồi thì không cho dám bán đồng nát mà vẫn phải sử dụng cho đến khi mà không thể nào sử dụng nữa, rách nát rồi. Cái này nó cũng sắp nát lắm rồi. Và không, bán ngay cho đồng nát ở bên phía bên tay phải rồi. Ông này là chuyên thu mua đồ phế liệu và bán đồ xịn đó. Mua rẻ mà lại bán đắt. Thế mới chết chứ. Mua giá là một nửa nhưng bán giá full. Rất là vớ vẩn. Bây giờ thì nhìn thấy khoai tây rồi và sẽ là burst down vào, nhưng mà nên cẩn thận. Bởi vì Mineski họ ở đây. John, Rome và Zeyo đặt tường và vây tường. Zeyo nằm xuống, khoai tây ulti ra, và anh ta có muốn lên trên này không? Lên tận trên này rồi, giết được cả Disruptor. Lại biến đi đâu đó, đột biến ra ngay cạnh Ryo. Hello, surprise. Và giết được cả Ryo luôn, chip 1 kill. Một tình huống team wide dành cho Mineski. Và GG Real Play cũng đã được gọi. Mineski giành chiến thắng ở game đấu thứ 2 với con Spectre quá kinh khủng của củ khoai Raging Potato. Và họ sẽ kéo cái MOBA này đến game đấu cuối cùng. Ok, mình sẽ cắt clip và anh em chịu có